Nè, anh về ngay lập tức cho tôi. Đáng đời. Chúng ta còn chưa bàn xong vụ chuyện bò cạp mà. Mục Thanh, anh nói rõ cho tôi, tại sao tôi lại ăn mặc như vậy, còn nằm trên giường của anh? Không lẽ cô đã quên hôm qua cô uống rượu say hay sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh giải thích cho tôi đi. Tôi biết ngay là sẽ có một màn vớ vẩn như vậy mà. Anh là có ý gì? Hôm qua tâm trạng của cô không được tốt, Lê Nhật Sơn đã uống rượu suốt cả đêm với cô. Kết quả phát hiện ra tính tình của cô sau khi say cũng không được tốt lắm. Cho nên cậu ấy đã đưa cô tới chỗ của tôi. Cậu ấy nói bây giờ tôi là vệ sĩ của cô, cho nên chuyện này tôi nên chịu trách nhiệm. Cho nên tôi đã nằm không cũng trúng đạn đó. Còn nói về quần áo của cô thì chính là Lê Nhật Sơn thuê một bác giúp việc thay đồ cho cô. Thì ra là vậy sao? Đương nhiên là vậy rồi. Mà cô chủ, cô có thể suy nghĩ về thân phận của mình không? Cô là con một của ông Âu, còn tôi và Nhật Sơn lại làm việc cho ông Âu, ai dám chạm vào cô chứ? Hình như cũng rất có lý. Cô chủ, tôi cảm thấy sau này cô vẫn nên chú ý hơn một chút. Một người đàn ông bình thường đều không có hứng thú với một người phụ nữ bề bết, chưa kể còn uống say và nổi điên lên như vậy, có được không? Là vậy sao? Phải đó. Làm gì vậy? Không phải là áo của anh sao? Trả cho anh đó. Vậy thì cô cứ từ từ thay thôi, chút nữa đưa cho tôi là được. Khoan đã, đợi tôi ở nhà xe. Nửa tiếng sau đi dạo phố cho tỉnh rượu cho tôi, có được không? Được rồi, dạo phố thì dạo phố. Dạo phố đúng là vui, hả giận thiệt đó. Chút nữa bên đó còn nữa kìa. Lát nữa chúng ta lại đi đi. Uống ly trà với tôi trước đã, khát quá. Mệt chết đi được. Đi gọi ly trà cho tôi đi. Kêu phục vụ gọi là được rồi, tại sao phải kêu tôi gọi? Kêu anh gọi thì anh gọi đi. Làm ơn đi. Mà nè, đổi sang đá xay đi. Nè, đã mua đồ cô thích ăn rồi đó, mau ăn đi. Anh lừa con nít đó sao? Tối qua anh đã đi đâu? Cả đêm không về. Không ăn đúng không? Giờ tôi đem bỏ. Tôi mặc kệ. Tôi biết rồi. Anh đi ăn chơi trác táng với Lê Nhật Sơn. Phải, tôi đi ăn chơi trác táng. Thì làm sao? Làm sao? Anh mới làm sao đó, dữ dằn như vậy. Tay áo của anh bị gì vậy? Sao lại có máu? Anh đã bị thương sao? Anh qua đây, qua đây. Thiệt tình. Cô chủ, giống chỉ tôi là vệ sĩ, mỗi ngày da chạm chỗ này, da chạm chỗ kia, bị thương chút đỉnh thôi mà. Cô làm ơn mau ăn đi, tôi còn đi thay quần áo. Anh ngồi xuống. Ngồi xuống, tôi cho anh đứng dậy chưa? Không phải tôi đã nói với anh, sau này tôi đi đâu thì anh cứ đi đó, làm vệ sĩ bên cạnh tôi. Bây giờ thì hay rồi, anh bỏ tôi ở nhà một mình, ra ngoài bảo vệ người ta. Lỡ như có người khác xông cửa vào đây, tôi bị thương thì phải làm sao đây? Anh đang nói sao với bố của tôi? Nè cô chủ à, tôi chưa từng ép cô chọn tôi làm vệ sĩ của cô. Cho nên nếu như cô có bất cứ bất mãn nào với tôi thì có thể đổi người. Tôi không đổi đó, tôi còn chưa hành anh đủ mà. Không được đi. Đường đường là đại tiểu thương nhà họ Âu, khó khăn lắm mới về nước, tại sao lại không ở nhà với ông Âu đi chứ? Cô ở nhà với ông Âu là an toàn nhất rồi. Muốn có vệ sĩ như thế nào thì tùy ý cô chọn, tùy ý cô hành, tùy ý cô sai khiến. Tôi không muốn. Với lại là ông ấy không muốn tôi ở cùng đó thôi. Tại sao? Anh hỏi tôi sao? Đi hỏi ông ấy đi. Có người bố nào như vậy không? Bình thường bỏ mặc tôi thì thôi đi,
Tôi đi tới trước mặt của ông ấy, nhìn ông ấy có thái độ gì với tôi không? Giống như kêu tôi biến đi càng xa càng tốt. Tôi biết rồi, có phải là ông ấy đang làm chuyện gì đó xấu xa hay không, cho nên mới tránh xa tôi như vậy. Nếu như cô đã không muốn ở lại đây, sao không về Pháp đi? Anh tưởng tôi muốn về đây lắm sao? Chuyện của tôi không nói rõ trong một câu được đâu. Anh đó, cứ lo làm tốt bổn phận vệ sĩ của mình, hiểu chưa? Rồi rồi rồi, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô một câu. Nếu cô có bất cứ bất mãn gì với tôi thì có thể thay tôi bất cứ khi nào. Tôi không có buồn đâu. Không ăn đâu. Tự mua sao lại không ăn? Tôi thay đồ đây, đừng có vào đó. Làm gì vậy không biết? Uống phải thuốc nổ sao? Tôi không đi. Đừng mà cô chủ. Chú mắt kính đó đã cố ý dặn dò bố nuôi muốn gặp cô. Đây là nhiệm vụ giao cho tôi. Nếu như cô không đi, không phải là làm khó tôi hay sao? Tôi không đi, đã nghe thấy chưa? Hôm đó ông ấy có thái độ gì với tôi, anh cũng nhìn thấy rồi. Ông ấy kêu tôi đi, còn kêu tôi về lại nước ngoài đi. Bây giờ còn muốn gặp tôi là sao? Tôi cũng có thể diện đó. Cô nói coi, cô là con gái, cô so đo với bố mình làm gì? Cô với bố nuôi là người thân ruột thịt, máu mủ tình thâm. Nếu là người thân một nhà rồi, trái một câu bố nuôi, phải một câu bố nuôi, anh mới thực sự là người thân một nhà đó. Gọi thân thiết như vậy sao? Chỉ là người ngoài thôi. Bố tôi muốn gặp, không trực tiếp tới đón tôi sao? Còn kêu người ngoài đưa tôi về. Ông ấy, có lẽ là ông ấy không thể hiện ra thôi. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không đi. Nếu muốn tôi đi, hai người trói tôi lại là được rồi. Cái này tôi không dám đâu. Cô chủ à, bọn tôi ở đây là muốn bàn bạc đàng hoàng với cô. Bàn bạc sao? Vậy thì được rồi. Hay là như vậy, hôm nay anh đi nói với ông ấy. Mấy ngày nay tôi không ăn không uống, đêm không ngủ. Có thể đáng thương thế nào thì nói thế đó. Có thể phóng đại bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu. Tại sao? Anh ngốc sao? Tôi là muốn ông ấy đau lòng đó. Chỉ có đau lòng thì mới cảm thấy áy náy, mới đối tốt với con gái một chút. Tôi muốn trói ông ấy lại bằng xiềng xích của tình cảm và đạo đức thì mới có những ngày tháng tốt đẹp. Lý luận rất rõ ràng, rất có lý. Chốt nha. Chốt. Vậy thì tôi sẽ đi thay quần áo ngay đây. Chờ một chút. Khá Hưng, chào mừng về nhà. Ông ấy muốn gặp tôi thật sao? Phải đó. Mấy ngày nay liên tục nhắc tới tiểu thư. Hôm nay đích thân xuống bếp, nói là muốn thăm hỏi cháu đàng hoàng. Chắc đã biết mình sai chuyện gì. Để xem hôm nay ông ấy xin lỗi tôi ra sao. Cháu vào nhà nên nói vài câu dễ nghe nha. Tôi không nói đó. Mục Thanh, sau khi vào nhà lên tầng 2, ngày ấy đợi cậu ở phòng sách. Còn tôi, ngày ấy thích ăn cá, cậu biết đó. Ngày ấy kêu cậu ra ao phía sau bắt cá làm thịt đó. Bố nuôi nói gì với anh vậy? Nấu ăn. Nấu ăn. Giao lưu tay nghề làm bếp sao? Khi nào về sẽ nói cho cậu nghe. Nó ở đây không tiện đâu. Anh thay đổi rồi. Sao tôi lại thay đổi? Quên quang đó. Đâu có, quên quang chỗ nào đâu. Đang nói cái gì vậy? Thì là nói về mấy chuyện làm ăn thôi. Nhật Sơn. Dạ, giúp một tay. Tới liền. Đồ quên quang. Làm ăn, lại là làm ăn. Anh đó, bị bố tôi ép quá mức, cũng không biết cái gì là cuộc sống. Qua đây, múc canh giùm tôi đi. Bố của cô thực sự không chèn ép gì tôi. Ngược lại là cô đó, ngày càng sai khiến tôi như là phục vụ. Cô chủ mà không tận dụng tốt quyền hạn của mình thì làm sao? Làm đi. Không phải chứ, giờ bố của cô còn bận rộn trong bếp, cô còn tự ăn trước là vô lễ đó. Canh nguội rồi thì không ngon nữa, quan tâm ông ấy làm gì? Anh không múc thì tôi múc. Lát nữa ông ấy qua đây, cô nhớ nói chuyện tử tế với ông ấy, tuyệt đối đừng cãi nhau. Anh là vệ sĩ của tôi, sao tôi phải nghe lời anh? Chờ một ngày nào đó anh trở thành bạn trai của tôi đi, thì tôi sẽ nghe anh. Đến đây, đến đây. Quanh năm có dư nha. Nào, Nhật Sơn, đặt xuống. Đặt xuống đây.
Nè Khả Hân, cô ăn đi. Con không ăn cá được, con bị dị ứng. Vậy sao? Sao bố lại quên mất chuyện này? Không sao không sao, để bố ăn cá. Ăn cơm thôi. Nhưng mà con rất thích món canh này đó. Con múc cho bố một chén. Có chuyện gì với bố sao? Lần trước đuổi con đi mà, sao lần này lại làm một bàn ăn lớn cho con? Bố làm sao vậy? Hôm nay cá này ai làm? Bố nuôi là con. Có phải là cậu làm dở mật cá rồi không? Anh không biết làm cá sao? Vẫn còn trách bố sao? Nói không trách bố là lừa dối. Nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. Ở chỗ của Nhược Sinh có quen không? Không đâu tốt bằng nhà của mình. Bố cũng mong mỗi ngày có thể nhìn con ở nhà. Nhưng mà con phải thông cảm cho bố. Bây giờ bố đang có nỗi khổ có được không? Con thông cảm cho bố. Vậy thì bố cũng phải thành thật với con đi. Cái gì chứ? Rốt cuộc là bố đang làm việc gì? Tại sao lại thần thần bí bí, hại con có nhà cũng không được về? Đừng có nói là bố làm tình báo quốc gia nha. Làm tình báo? Con chỉ cần nhớ rằng, cho dù bố làm gì thì cũng là vì con có một cuộc sống tốt hơn. Còn về việc bố làm gì thì con đừng có hỏi. Đương nhiên là con biết điều này. Nghe nói con tiêu mấy trăm ngàn của Nhược Sơn có thật hay không? Hai người họ tố cáo với bố sao? Thật nhỏ mọn. Con đó đủ rồi. Đừng có thấy hai đứa nó đẹp mày đẹp mặt như vậy. Thật ra kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu. Một người con gái như con sinh sống bên ngoài cũng không dễ dàng. Cũng cần tiền mà. Thay vì thuyết phục con đừng ăn hiếp bọn họ, chi bằng cho con quay về đây đi có được không? Giờ bố chăm lo cho việc làm ăn gần đây ổn định rồi thì bố nhất định sẽ đón con. Có điều bây giờ con phải tránh xa một chút. Bố đang làm gì vậy? Bố lại bắt con về sao? Hai ngày nay con cũng chơi đủ rồi. Cơm đoàn viên cũng đã ăn. Bố đã kêu chú mắt kính chuẩn bị phí đi lại cho con. Con về Pháp trước đi. Rồi xem con muốn đi chơi ở châu Âu hay Bắc Mỹ thì đi chơi một chuyến. Nếu con thật sự trở về, con cũng không đi chơi được đâu. Sao vậy? Một khi con trở lại Pháp, nơi duy nhất con có thể đi không phải là tòa án thì là nhà tù. Ý con là sao? Hai ngày trước khi con về đây, có một đám cháy đã bùng phát ở ngoại ô của Pháp. Nếu như bố thật sự muốn biết thì có thể tự điều tra. Bố nuôi thật sự nói như vậy sao? Đương nhiên rồi. Tốt quá rồi. Hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu gia nhập vào thành phần đồng cốt của tập đoàn rồi. Chẳng bao lâu sẽ có thể sánh ngang với tứ trụ Kim Cang. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được như mong muốn. Cảm ơn người anh em. Đi thì đi thôi, có gì ghê gớm? Rốt cuộc là ai sai chứ? Đều là giả dối, tất cả đều là giả dối. Cái gì nữa vậy? Tự xem đi. Cái này không phải muốn cô trở về sao? Không lên tiếng không ai nói anh câm đâu. Anh giúp tôi đi. Giúp tôi nghĩ cách đi. Hãy cho tôi lý do. Tôi là con gái của ông chủ anh đó. Đã sắp đi rồi. Lý do này hơi miễn cưỡng nha. Dù gì tôi cũng giúp anh gặp được bố tôi. Anh giúp tôi thì có sao đâu. Không phải là tôi không muốn giúp, mà là hoàn toàn không thể giúp. Ai mà không biết ông Âu nói được làm được, trước giờ đều không nuốt lời. Cô muốn tôi giúp sao chứ? Tôi biết rồi, anh chê tôi phiền phải không? Anh là nhân cơ hội này muốn tôi biến khỏi đây phải không? Nếu như mà tôi nói phải thì sao? Dông ơn bội nghĩa. Khả Hân, nè Khả Hân, đừng có kéo tôi, đừng có làm loạn. Khả Hân, sao chứ? Ông già kêu tôi quay về ngồi tù đúng không? Tôi chỉ muốn ở lại đây thôi, cố gắng ở bên cạnh ông ấy. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Khả Hân, chuyện này ông Âu không biết, cho nên cháu phải hiểu cho ông ấy. Ông ấy nói rồi, hãy đợi một thời gian đã. Trả vé máy bay đi.
Cái này cho cháu. Ý gì đây? Là ông Âu tặng cháu. Tiền sinh hoạt ở trong nước. Cầm lấy. Nào, nói với ông ấy, không có đồng tiền dơ bẩn của ông ấy, tôi vẫn sống tốt. Mục Thanh, cậu cầm lấy số tiền này. Những ngày này còn cần cậu chăm sóc cho Khả Hân. Chú mắt kính vẫn còn phải chăm sóc sao? Vậy chuyện làm ăn của chúng tôi phải làm sao đây? Đây là ý của ông Âu. Cầm lấy đi. Tiền của tôi dựa vào đâu mà đưa anh? Mở cửa xe. Chú mắt kính, giúp tôi chuyển lợi với ông ấy. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho Khả Hân đàng hoàng. Đi đi. Cạn ly gì 3 triệu tệ nào. Cạn đây. Anh làm gì vậy? Cạn ly mà. Làm gì vậy? Chưa lại nuôi cá hả? Cạn đi, nhanh lên. Cạn đi. Thấy cô vui như vậy, chắc chắn đoán được ông Âu sẽ không để cho cô đi đúng hay không? Đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà phải diễn cho tốt. Anh nói xem đúng không? Vậy chuyện ở Pháp 3 năm trước cô cũng diễn hả? Tôi làm gì thích diễn như vậy chứ? Cái đó là thiệt mà. Tên bạn trai quen 3 năm quyến rũ người phụ nữ khác trước mặt của tôi, sao mà tôi nuốt trôi cục tức này được chứ? Vậy nên cô phóng quả luôn hay sao? Anh ta may đó. Tôi xém chút thiêu anh ta luôn rồi đó. Đỉnh nha. Cô nói xem phóng quả thế nào đi. Anh bị bệnh hả? Anh không sợ à? Sợ gì chứ? Kích thích lắm, kích thích lắm đó. Tôi thấy cô vẫn nên trả 500.000 tệ cho chúng tôi trước đi. Làm cho tôi vui thì đừng nói 500.000 tệ. 1 triệu tệ tôi cũng cho anh nữa. Vậy đợi cô trả cho chúng tôi 1 triệu tệ rồi tính. Vậy anh làm tôi vui trước rồi tính nha. Đi nhảy thôi. Cô chủ của chúng ta đúng là làm gì cũng khác người bình thường. Tinh ranh và thích làm theo ý mình. Thích không? Thích không? Nói gì vậy? Nói chuyện trước mắt đi. Âu Khả Hân ở đâu đây? Tôi muốn để cô ấy ở chung với tôi. Nhưng mà người ta chọn anh đó. Cậu đừng có gại tôi đó. Tôi cần không gian riêng tư. Tôi nói cho anh biết, chuyện này là mắt kính gại chúng ta đó. Giao đề khó cho chúng ta. Nhưng mà sau khi tôi phân tích khách quan thì cô ấy ở chỗ anh được hơn. Không phải cậu luôn có ý với cô ấy hay sao? Ở chỗ của cậu đi. Có ý thì có ý chứ. Cô ấy là em gái nuôi của tôi mà. Để cô ấy ở chỗ của tôi thật. Cô ấy muốn bắt nạt tôi thì tôi chỉ có thể nghe thôi. Phiền phức lắm. Lỡ tôi có tình hình gì khác thì không tiện đâu. Ở chỗ tôi thì tiện à. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi bảo cô ấy ở chỗ của anh. Anh chuyển đến ở phòng khách nhà tôi. Được thôi, cứ làm theo cậu nói trước đi. Quẩy lên nào. Sao vậy? Nhìn gì vậy? Nhìn thấy người nước ngoài bên kia không? Ai vậy? Sao hắn lại ở đây? Cô chủ à, chúng ta đi thôi. Tôi đang nhảy mà. Đi thôi. Tôi không đi mà. Làm gì vậy? Tạm biệt. Anh nói xem anh làm gì vậy hả? Tôi vẫn chưa chơi đủ mà. Anh có nghe thấy hay không vậy?
Nhanh lên, tự gọi xe về nhà đi. Nếu về thì anh cứ phải đưa tôi về chứ. Tôi có việc, cô tự về đi. Có việc? Tôi biết rồi. Anh muốn đi hẹn hò với cô gái khác hay sao? Cô nói xem cô có nhàm chán quá hay không vậy? Nếu không phải thì đưa tôi ra xe đi. Trời tối quá đi. Tôi là con gái nên tôi sợ lắm. Được rồi, tôi đi ra xe với cô. Vậy mới đúng chứ. Đi thôi. Anh đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Không làm gì thì đúng lúc lắm. Ngày mai ra ngoài chơi với tôi nha. Đi đâu? Đẹp thật đấy. Rốt cuộc có được hay không đây? Được, được, được. Đừng, đừng, đừng có nhìn tôi như vậy nữa. Cô nhìn biển đi. Anh đẹp hơn biển mà. Tôi cảm ơn, cô nhìn tiếp đi. Đi hả? Đi thôi, đi thôi. Chẳng có thú gì. Được rồi, anh đi đậu xe đi. Tôi vào trước nha. Chút nữa nhớ đến tìm tôi đó. Tôi biết rồi. Xin chào, chào mừng quý khách. Cái này. Trời ơi, cái nào đẹp? Tôi đang hỏi anh đó, còn ngủ hay sao? Cái nào đẹp vậy? Cô thấy cái nào đẹp thì cái đó đẹp. Hỏi anh cũng như không. Như thế này đi, tôi đi thử đồ trước nha. Vâng, có vậy không? Có, vậy lấy một đôi giúp tôi đi. Vâng. Chào mừng đến với Dia. Chào hai người, chào mừng đến với Dairy Ring. Những kim cương Dairy Ring, một đời một chiếc, một đời một người. Phải ký thỏa thuận tình yêu chân thành, hứa lời hứa cả đời. Có vẻ như cô rất hiểu Dairy Ring của chúng tôi. Những kim cương Dairy Ring chúng tôi là nam giới dùng thẻ căn cước của mình. Cả đời chỉ có thể đặt một chiếc nhẫn, ràng buộc cả đời với một người phụ nữ đại diện cho một lời hứa cao cả. Cả đời chỉ có một tình yêu chân thành. Chào anh, chào mừng đến với Dairy Ring. Thưa anh muốn xem nhẫn sao? Tôi chỉ xem thử thôi. Anh có thể xem qua. Nếu thích cái nào thì tôi có thể lấy cho anh thử. Lấy tôi xem thử chiếc này được không ạ? Vâng. Em có điện thoại. Chào cô, cho tôi đặt một chiếc mẫu này. Vâng, vậy anh đi theo tôi để điền thông tin đi. Được, mời anh qua bên này. Anh đi đâu vậy? Lúc nãy anh thấy em nhìn chiếc nhẫn này lâu như vậy nên anh đã tự quyết định đặt chiếc nhẫn này. Không biết là em có thích hay không. Anh mua chiếc nhẫn này rồi hay sao? Được thôi. Nếu như anh đã chu đáo như vậy thì em sẽ tặng anh một chiếc nhẫn đôi để trả lại. Xin lỗi cô, ở đây chỉ có nam giới mới được đặt.
Không sao, giờ quẹt thẻ của em đi. Thẻ của em chẳng phải là thẻ của anh sao? Nào, lấy cho tôi cặp nhẫn này nữa đi. Được, danh ký tên lên đây đi. Lưu Viễn Văn, Vinh Ngọc. Anh làm trợ lý mà không lo làm cho đàng hoàng, anh chạy đi đâu vậy hả? Thì tại tôi thấy cô thử đồ mệt quá nên mới cất công đi mua nước cho cô này. Xem như anh săn sóc, giúp chỗ đó giúp tôi đi. Ai cũng nói đi mua sắm sẽ hết phiền não, cơ mà cũng mệt lắm. Chúng ta qua kia ngồi chút đi. Mỏi chết mất thôi. Tôi được ngồi không? Ngồi đi. Tôi tốt với trợ lý của tôi lắm nhé. Làm gì thế? Săn sóc tới mức muốn xoa bóp cho tôi nữa à? Cô nghĩ nhiều rồi. Vậy anh nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ buồn bực thôi. Một tuần mà cô có thể vào trung tâm mua sắm tận 4 lần. Cô không ngán à? Ngán chứ. Ngán mà cô còn đi dạo. Nếu không thì còn thú vui nào khác nữa? Thú vui của cô chỉ đến từ việc mua thôi à? Anh có ý kiến à? Không phải tôi có ý kiến gì. Chỉ là tôi cảm thấy, nếu ông Âu đã đồng ý để cô ở lại dân cảng thì cô cũng đâu thể không làm gì được. Ngày nào cô cũng ăn không ngồi rồi như vậy thì chán chết. Anh tưởng tôi muốn như vậy lắm chắc. Nhưng tôi ở nước ngoài từ bé rồi, chẳng có người bạn nào ở dân cảng cả. Bố cũng không ở bên tôi, ngày nào tôi cũng ở với anh. Mà anh lại im lặng như thế. Tôi không mua sắm thì biết làm gì đây? Hơn nữa, ăn không ngồi rồi là sao hả? Anh biết tôi chưa từng muốn làm chút chuyện nào sao? Chỉ là tôi chưa điều chỉnh lại được sau khi lệch múi giờ, nên muốn nghỉ ngơi nhiều thêm. Vậy cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi nghĩ xem muốn làm gì. Hồi ở bên nước ngoài, tôi có học thiết kế thời trang. Tôi nghĩ, nếu tôi có thể mở một tiệm quần áo đặc riêng thì tốt biết mấy. Cô học thiết kế thời trang à? Anh xem thường người ta hả? Gu thẩm mỹ của cô cũng ổn. Không ngờ trong mắt anh tôi vẫn có một ít ưu điểm. Cũng chỉ có một ít ưu điểm mà thôi. Còn nhân phẩm của cô thì đúng là... Nhân phẩm của tôi thì sao hả? Nói đi. Cũng ổn. Nhân phẩm cũng ổn lắm. Cơ mà nghe anh nói thế đã nhắc nhở tôi rằng suốt ngày dạo phố mua sắm thế này đúng là nhạt nhẽo quá. Không cần lằng nhằng nữa, chúng ta đi thôi. Đi đâu thế? Chọn mặt bằng cửa tiệm đó. Chẳng lẽ cô muốn làm thật à? Anh cảm thấy tôi cần phải đùa với trợ lý của tôi à? Đi thôi. Gấp gáp đến thế hả? Gấp lắm đó. Vừa nghĩ tới là làm cho bằng được. Nào, hai người đi cẩn thận nhé. Nào, cô hãy xem bố cục của căn nhà này. Cô được thoải mái sử dụng khoảng đất trống phía trước. Muốn dùng thế nào cũng được. Cô nhìn thấy chỗ để kệ sách bên kia không? Có thể để rất nhiều đồ, cứ để thoải mái. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi dẫn hai người đi xem nhà kho nhé. Nhà kho này cũng vừa được chúng tôi trang hoàng. Hơn nữa chúng tôi cũng vừa lắp đặt cửa sổ trên tường bên trong đó. Cô cứ yên tâm, chắc chắn chất lượng không thành vấn đề. Đến lúc đó nếu cô muốn thuê căn nhà này thì cô có thể sử dụng hết mấy thứ này. Tôi không hề động vào đâu. Mấy thứ này không có công dụng gì với tôi cả. Chỉ bảo anh giảm giá xuống thì nhanh hơn đấy. Vậy cô thấy bao nhiêu là vừa? 10.000. Không không không, cái giá này của cô quá thấp. Chúng tôi toàn là cho thuê từ 26.000 trở lên đấy. Chỗ này quanh là sàn xi măng, trang hoàng nội thất gì chứ. Còn bảo là sửa sang tỉ mỉ nữa. Anh lừa đảo à? Không có không có. Sao tôi có thể lừa cô được chứ? Anh làm gì vậy hả? Căn nhà nguy hiểm gì thế này? Có thể ở được sao? Không an toàn chút nào. Không, không phải. Vậy thế này đi. Hay là 20.000 nhé. 20.000. Không thì chúng ta đi so sánh với căn sau đi. Tạm biệt. Đi thôi. Cô đừng đi mà. Hơn 10.000 thì đừng có gọi. Thảo nào, bây giờ đừng nói là 20.000. Có cho tiền tôi cũng không thuê đâu. Tại sao?
Anh xem đi, tự xem đi. Tòa nhà số 3 khu nghệ thuật Tiên Phong thường xuyên xảy ra chuyện ma quái, những bên liên quan đang điều tra. Tôi nói mà, một căn nhà lớn như vậy mà chỉ cho thuê có 20.000, có ma đó. Sao nhìn tôi như vậy? Tôi đang nghĩ, nếu cô vào đó ở thì có lẽ sau này sẽ không xảy ra mấy chuyện ma quái nữa đâu. Tại sao chứ? Tại vì cô sẽ dọa mấy con ma bỏ chạy luôn đấy. Độc mồm độc miệng, cẩn thận, ăn nói sao bị nghiệp quật đấy. Tôi nói cho anh biết. Nếu cô đã quyết định dọn ra ngoài ở thì sao không thuê một căn hộ bình thường? Căn hộ bình thường thì chán lắm. Anh biết mấy phòng làm việc thời trang cao mấy tầng lầu ở nước ngoài không? Giống cái không gian sáng tạo ấy. Thông minh, thảo nào bố tôi coi trọng anh. Đưa tay cho tôi. Làm gì hả? Đưa qua đây nào. Nhanh lên. Tay ấy. Xem chỉ tay à? Giận mai với đường tiền tài tốt lắm này. Tốt hơn 2 năm trước nhiều. Sắp được lên như diều gặp gió. Đường tuổi thọ cũng dài lắm. Cơ mà về tình duyên thì có hơi lận đận. Ham muốn về quyền lực của anh rất lớn. Chắc chắn anh sẽ không cam lòng ở bên Lê Nhược Sơn. Nói có đúng không? Cũng khá đúng nhỉ. Khoan đã, vết chảy lòng bàn tay dài thế này, anh thường dùng súng à? Cô bói sai hoàn toàn luôn đấy. Chỉ là tôi thường hay nấu cơm mà thôi. Nấu cơm mà. Được rồi, xem chỉ tay xong, không biết làm gì nữa. Chúng ta đi thôi. Làm gì hả? Tiếp tục tìm nhà. Tôi đã xem lịch rồi, ngày mai là ngày lành, phải trang hoàng nhà cửa. Thế nên hôm nay chúng ta phải tìm được nhà. Đi thôi. Cô chắc là mình đã ở Pháp mười mấy năm chứ. Xem chỉ tay, còn xem lịch nữa. Bà cụ à, có đi hay không? Đi. Đừng quên trả tiền đấy. Xem chỉ tay mà xem tay phải, không biết là nam tả nữ hữu à. Thật là thơm quá. Nào, tôi không ăn đâu. Vậy thì tôi ăn. Cô bảo muốn mời tôi ăn cơm, là mời tôi ăn cái này à? Cái này là mỹ vị nhân gian đó. Lúc trước ở châu Âu, ngày nào cũng phải ăn pizza, hamburger. Muốn ăn sủi cảo cũng không được. Anh thế này gọi là sống trong phúc mà không biết hưởng. Tôi đã giúp cô những gì cần giúp rồi, có thể đi được chưa? Không được. Sau này anh muốn đi cũng không được đi đâu. Tôi cho anh đi, anh mới được đi. Biết chưa Mộc Thanh? Nếu anh đã là vệ sĩ của tôi thì gọi Mộc Thanh có vẻ xa lạ quá. Không thì gọi anh là gì đây? Sau này gọi anh là Tiểu Thanh Thanh nhé. Được không Tiểu Thanh Thanh? Tiểu Thanh Thanh. Không được. Cái tên này của cô xá xíu. Chủ quán lấy cho tôi 3 phần. Vâng, trả tiền đi nào. Tôi phải lấy ngang một miếng trước. Nào. Nóng nóng nóng. Trông ngon quá. Hình như quán này mới mở đó. Em muốn ăn chỗ này. Sao em vừa thấy quán mới mở là cứ muốn vào ăn thử vậy? Không phải ăn xong mà. Em muốn ăn đấy. Ăn tới nỗi mặt em đàn hồi dữ lắm này. Không ăn nữa. Ăn, ăn thôi. Anh thích dáng vẻ bây giờ của em đấy. Ăn, ăn thôi. Nóng. Anh đứng đưa ra đó làm gì? Bảo anh trả tiền đi mà. Anh nhìn tôi như vậy, đừng nói anh thích tôi nha. Thích gì chứ, cô nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn bà chủ nhé. Ăn ngon thì ghé nữa nhé. Không thì cho cô hết đó. Cô muốn ăn gì thì tự mua đi. Tôi đi trước đây. Anh là vệ sĩ của tôi mà. Chỉ lần này thôi. Chỉ một lần này thôi. Tôi có cho anh đi đâu. Thái độ gì thế hả?
Được đấy, bê con cong khổng lồ này vào trong tiệm rồi. Giả thôi mà. Nhìn nè, bên kia có con ngựa đấy. Đó là thật hả? Thật đó. Nơi này ổn áp chứ? Đều do cô thu xếp à? Không biết bố tôi biết tin tôi muốn mở tiệm từ đâu. Xem như bố có lương tâm, tìm người làm tăng ca. Cô xem, thật ra bố nuôi đối xử với cô tốt lắm. Một Thanh, không phải nói gu ăn mặc của tôi đẹp à? Làm cho anh đấy. Xem có thích không? Cho tôi à? Cảm ơn. Khả Hân, còn cái kia có phải cho tôi không? Cái kia à? Cái kia bị lỗi, tôi tính dứt nó đi đó. Cơ mà như vậy cũng được, dù sao cũng không có ai mặc. Cho anh đấy. Bị lỗi à? Không sao, bị lỗi thì bị lỗi thôi. Cô có dứt đi thì cũng đáng tiếc lắm. Chọc anh đó, tôi làm cho anh mà. Cảm ơn cô chủ. Vậy tôi đi thử nhé. Bên kia kìa. Cảm ơn. Cậu ấy thử xong thì tôi thử. Tôi đi vệ sinh chút. Ra ngoài rẽ trái. Ừ. Xin lỗi nhé. Xin lỗi nhé. Áo vest này hợp với áo sơ mi của tôi lắm đúng không? Cơ mà cái cà vạt này của cô chọn chất vải mềm quá. Cô xem này, không thể thắt nút được. Cái này không thể thắt ra ngoài được. Đồ nhà quê. Thế này này. Sau đó xỏ qua đây. Như vậy đó. Thì ra là có ý đồ khác. Không hổ là nhà thiết kế Âu. Tất nhiên rồi. Đẹp trai không? Bộ đồ đẹp trai lắm. Người thì kém hơn chứ gì. Càng ngày càng biết phối hợp. Một Thanh, anh ấy đi vệ sinh rồi. Không biết có bị rơi xuống hố không nữa. Lâu vậy rồi mà chưa về. Không thì thế này đi. Cô đi tìm dụng cụ để dắt anh ấy lên. Được rồi, tôi cưỡi ngựa đi nhé. Đi thật hả cô chủ? Nhà vệ sinh nam đó. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy. Sao rồi? Có trong đó không? Gọi điện được không? Anh ấy khóa máy rồi. Ra ngoài tìm thử xem. Sao thế? Không sao, bị trượt thôi. Khả Hân. Sao thế? Cái gì vậy? Hỏng bét. Sao thế? Anh tìm gì vậy? Nghe đây, mau điều tra cho tôi hang ổ của lão bác vô lại đó nằm ở đâu. Điều tra được rồi thì gửi qua điện thoại cho tôi.
Lão bác Du Lại là ai? Lão bác Du Lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Thủ đoạn hắn thường dùng là thuốc mê cực mạnh, dùng để gây mê mục tiêu, sau đó mang về hang ổ từ từ xử lý. Ý anh là Mục Thanh bị bắt rồi? Mong là không có. Anh muốn đi đâu thế? Nói vào trọng điểm. Đường Hoàng Thuận, ngoại ô phía đông, bên cạnh có một lò mổ. Biết rồi, ngồi chắc nhé. Của Mục Thanh. Miệng của tên này còn cứng hơn cả sắt, nhất quyết không chịu mở miệng. Cứng mồm mà. Tao thích ai cứng mồm lắm. Chặt một bên chân đi là được chứ gì. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, cậu chặt chân hắn thì chẳng phải là giúp ích cho danh tiếng của hắn à? Vậy phải làm sao? Không thì để tôi thử đi. Tôi bảo các cậu vẫn khá hơn đi chơi.
chứ đâu có bảo các cậu dẫn con bé đi tới cái nơi bẩn thỉu đó. Hang ổ của lão bác vô lại là nơi mà con gái nên đến à? Nếu xảy ra bất trắc gì thì ai chịu trách nhiệm hả? Xin lỗi ông, do chúng tôi suy xét không kỹ lưỡng, bố nuôi là lỗi của con. Khả Hân, chỗ này hết việc của con rồi, vào nhà đi. Sao lại hết việc của con được chứ? Con cũng là người trong cuộc mà, con muốn biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bố nói chưa đủ rõ ràng à? Khả Hân à, nghe lời bố mình đi, về trước đi. Tôi đi trước nhé. Con đi nhé. Chú Khôn sao? Anh hỏi chú ấy làm gì? Không có gì, chỉ hỏi thôi. Không có gì thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Vậy cô nghĩ sẽ có gì? Chắc không phải anh muốn ra ngoài trước mặt của bố tôi nên muốn gây chuyện với chú ấy chứ? Sao có thể được chứ? Tôi vốn chỉ đâu phải loại người đó. Tôi chỉ muốn hỏi cô là cô có biết sản nghiệp của anh Đại Khôn ở Dân Cảng hay không? Nè, anh và chú Khôn đều làm việc cho bố của tôi rồi mà anh còn hỏi tôi sao? Chắc anh phải biết rõ hơn tôi chứ. Thường ngày tôi chỉ làm chút việc vặt thôi, hoàn toàn không biết chuyện của họ. Được rồi, cảm ơn cô nha. Khoan đã, mặc dù bây giờ tôi không biết, nhưng chỉ cần là tôi muốn thì tôi sẽ biết thôi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện này đều không phải miễn phí đâu đó. Anh đó, anh cũng thật thà quá rồi. Tôi đi trước đây. Coi ai nè, Khả Hân, chú Khôn. Không làm phiền chú chứ? Không có, không có. Sao cháu lại chạy tới đây? Nhớ chú quá cho nên tới thăm chú. Cháu coi, luôn nói là sẽ mời cháu ăn cơm mà chú bận bịu mất rồi. Trưa nay mời cháu nha. Đi thôi. Khoan đã, đợi đã. Thật ra thì hôm nay tôi có việc muốn nhờ chú Khôn đó. Nói đi, có chuyện gì? Thật ra tôi đang muốn mượn một ít tiền của chú. Mượn tiền sao? Được rồi, không vấn đề. Cháu cần bao nhiêu? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bố cháu biết. Tuyệt đối không được nói với bố nha. Nhưng mà chú Khôn, chút tiền này của chú chắc là không đủ. Tôi mượn số tiền này là muốn thuê một nhà kho lớn thật lớn để chứa số quần áo của tôi đó. Chỉ chút chuyện nhỏ thôi sao? Gọi một cuộc điện thoại là được rồi, còn tự chạy tới đây nữa. Tôi muốn nhờ chú cùng đi chọn với tôi. Chú và tôi cùng đi lựa chọn được không? Tôi đi với cháu sao? Chú Đại Khôn, không phải chứ? Thấy sao? Cháu xem, nơi này rộng rãi sáng sủa biết bao. Phải đó, ánh sáng vô cùng tốt. Phải phải, tôi nói rồi, nơi này tốt lắm. Phơi nắng như vậy dải dốc sẽ hư hết. Hình như có chút nóng đúng không? Đúng là hơi nóng. Chú Đại Khôn, còn nơi nào khác nữa không? Chú Khôn à, nơi này thì hơi ngộp đó. Đúng là có một chút. Chú có cảm giác hơi lạnh sống lưng hay không? Tôi sợ lắm. Tôi cũng sợ. Chúng ta đi thôi. Một chút nữa tôi sẽ không đi lòng vòng với cô ấy. Cậu đi theo cô ấy giúp tôi, đảm bảo an toàn cho cô ấy. Nhưng mà, nhưng cái gì mà nhưng? Cô ấy là một ngôi sao chổi, muốn đi đâu thì đi đó. Làm việc nhanh nhẹn một chút đi biết không? Dạ được. Đi vệ sinh xong đúng là thoải mái. Chú Khôn, chúng ta đi đâu tiếp? Lát nữa tôi không đi với cháu được đâu. Tôi có chuyện đột xuất rồi. Sao lại như vậy? Cháu coi, bố của cháu lại gọi điện tìm tôi rồi đây. Bố của tôi, bố tôi lại là bố tôi. Chỉ có bố tôi là quan trọng sao? Tôi biết rồi. Tôi lẻ loi một mình, không ai cần, không ai quan tâm tôi.
Đã hơn đừng có khóc mà. Cháu khóc là không xinh đâu. Thật vậy sao? Thật đó. Không khóc nữa. Hay là như vậy, lát nữa tôi sẽ quay lại đi với cháu. Là chú nói đó nha. Vậy sắp tới là sinh nhật của tôi, chú có tới không? Đương nhiên là tới. Tôi còn phải tặng một món quà thật lớn cho cháu. Vậy được rồi, chú để Khôn bận gì thì đi trước đi. Nhưng mà cái nhà kho của tôi. Hay là như vậy, tôi cho Tiểu Lý đi cùng với cháu. Cậu ấy đã theo tôi nhiều năm, rất đáng tin. Nhớ nha, cô chủ muốn đi đâu thì đi theo đó. Nhất định phải làm cô ấy hài lòng biết không? Dạ. Cô chủ. Dạ được rồi, chút nữa làm phiền anh. Chúng ta đi thôi. Đi. Cẩn thận đó. Biết rồi. Anh đậu xe xa thiệt nha. Hay là anh cõng tôi đi? Dạ được. Anh nghĩ tôi là người xấu vậy sao? Dạ không có. Tôi nên làm thôi. Thiệt tình. Cô chủ, chúng ta vẫn đi xem nhà kho sao? Cô muốn loại nhà kho nào tôi chọn giúp cô. Đó không phải là vấn đề. Tôi muốn một ít cái này. Cái này đó. Cái này thật sự không có. Không có sao? Anh đừng giả bộ nữa. Vừa nãy thấy anh có đó. Hít lấy hít để. Vừa nhìn là biết ngay một người đập đá rồi. Nhanh đi nhanh đi. Chú Đại Khôn không có ở đây, cho một ít đi được không? Thiệt tình. Khi nãy chú Đại Khôn còn nói là chuyện gì cũng nghe lời tôi. Vậy thì để tôi nói với chú ấy, cậu không nghe lời của tôi. Chưa kể còn uy hiếp tôi. Sau đó còn bắt nạt tôi, đánh tôi. Xem chú ấy giải quyết ra sao. Đợi đã, đợi đã. Được rồi, được rồi. Vì vậy mới đúng chứ. Tiểu Lý. Tiểu Lý. Đừng có phá. Chú Đại Khôn tìm anh kìa. Tiểu Lý. Anh ngủ cho ngon vào nha. Chút nữa thì quên mất. Alo, lấy được thông tin chưa? Đương nhiên là được rồi. Nói đi, anh muốn biết cái gì? Những địa điểm thường dùng trong thành phố được ghi lại khoảng thời gian gần đây. Cần hết địa điểm luôn sao? Được rồi, anh đợi đó, tôi gửi cho anh. Xong rồi đó. Nhưng mà kỳ lạ lắm. Sao tôi thấy thứ anh quan tâm hình như không phải là sản nghiệp của chú Đại Khôn. Vậy cô còn thấy tôi muốn biết thứ gì nữa? Làm sao tôi biết? Dù sao cũng không liên quan tới tôi. Việc anh hứa với tôi anh đừng có quên là được. Yên tâm đi, tôi không có quên đâu.